Điện lại Minh Trung chào mọi người nhá. Mình lại tiếp tục là hàn cái giá cho cái bơm này. Đây là cái bơm này, mình chế cái bơm này. Mời mọi người làm việc cùng với mình nhá. Nó cực quen.
Điện lạnh Minh Trung chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Điện lạnh Minh Trung chào mọi người nhá. Mọi người tiếp tục là chế cái bơm nhá, mời mọi người.
Minh Trung chào mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.